Bốn hòn đảo đang làm thế giới rộ vang dậy sóng. Phần 2, điểm đến đầu tiên dường như không quá xa lạ gì so với nhiều người, đó chính là Santorini. Santorini nổi tiếng nhờ tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương, những bãi biển ngập tràn ánh nắng và những tòa nhà quét vô trắng mang tính biểu tượng. Đặc biệt, Santorini còn là một trong những vùng rượu vang thú vị nhất của Hy Lạp. Nó được biết đến với các loại rượu vang trắng được làm từ giống nho Assyrtiko địa phương, được sản xuất như một loại rượu vang đa dạng hoặc cũng có thể pha trộn giữa Aturi và Aidani. Mặc dù Assyrtiko tự thân là một loại nho hấp dẫn nhưng không thể tách nó ra khỏi hòn đảo. Trước hết, Santorini được bao phủ trong dung nham và cho bụi khi một ngọn núi lửa phun trào hơn một thiên niên kỷ trước, vì vậy thổ nhưỡng nơi đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của núi lửa. Ngoài ra, hòn đảo nhận được rất ít lượng mưa, vì vậy các vườn nho phụ thuộc vào lớp sương mù đến từ biển ban đêm để cung cấp nước. Sương mù và lượng mưa ngấm xuống qua lớp đất dốc, núi lửa vào lớp đất bên dưới, buộc những cây nho phải đâm rễ đào sâu xuống để tìm nước. Những điều kiện này làm tăng độ khoáng và vị mặn mặn đặc trưng của rượu vang Santorini. Những vườn nho của Santorini có thể sẽ gây tò mò cho những ai chưa trồng nho trên một hòn đảo. Các nhà sản xuất rượu vang bảo vệ các mảnh đất của họ khỏi những cơn gió cực mạnh từ biển Aegean bằng phương pháp Kulara, hoặc những cây nho đan thành hình giỏ với những chùm nho ở giữa. Đắm mình trong hương vị giòn tan, rắn giỏi của những món ăn đặc trưng Santorini như bánh Spanakopita, Moussaka hòa cùng chút mặn mặn, được thắm tình biển từ những chai rượu vang làm từ Assyrtiko, chắc chắn sẽ khiến bạn đưa nơi đây vào bucket list của mình đó. Follow và thả tim cho DIY Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!